Chiều ngày 15 tháng 11 theo giờ địa phương, tại San Francisco, Hoa Kỳ, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và San Jose đã trao bản ghi nhớ hợp tác liên quan đến phát triển lĩnh vực bán dẫn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và San Jose thể hiện cam kết chung tạo cơ sở hợp tác chính thức trong việc phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng mạng lưới hợp tác trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Thời gian qua, đón đầu làn sóng chuyển dịch đầu tư tái cấu trúc chuỗi cung ứng công nghiệp vi mạch bán dẫn trên toàn cầu, tận dụng các cơ hội hợp tác do việc nâng cấp mối quan hệ ngoại giao, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mang lại. Đà Nẵng đã tập trung nghiên cứu thẩm vấn ý kiến các chuyên gia nhằm xây dựng các chính sách phát triển vi mạch bán dẫn trên địa bàn thành phố. Hiện nay, thành phố đang nỗ lực xây dựng đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch của thành phố Đà Nẵng. Cũng tại phiên kết nối địa phương Việt Nam với doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao trong khuôn khổ chương trình tọa đàm bàn tròn, Bí thư Thành ủy Đà